Mối quan hệ giữa Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã được làm sáng tỏ, cô có phải con ruột hay không? Sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa từng tiết lộ gì về con cái, nên nhiều người cứ ngỡ ông không có hậu duệ. Mãi đến khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời, một cô gái bất ngờ mặc áo tang, túc trực trong tang lễ của ông và được người nhà giới thiệu là Hồng Loan, con gái Vũ Linh. Sau đó giữa Hồng Loan và em gái, cháu gái của Vũ Linh lại xảy ra tranh chấp về tài sản. Nghệ sĩ Hồng Phượng còn thay mặt mẹ mình nộp đơn kiện Hồng Loan ra tòa với đề nghị được đứng chung tên sở hữu căn nhà mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở khi còn sống. Cùng lúc này, nhiều tin đồn cho rằng Hồng Loan chỉ là con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng cho rằng Hồng Loan là con ruột bí mật của nghệ sĩ Vũ Linh, vì khi so sánh ảnh của hai cha con có thể thấy hai người có nhiều nét giống nhau. Rồi ca sĩ Nguyên Vũ, một người thân thiết với gia đình Vũ Linh đã tiết lộ rằng Hồng Loan đã đến trung tâm xét nghiệm ADN để chứng minh cô cùng với Vũ Linh có quan hệ cha con ruột thịt. Lúc đầu Nguyên Vũ muốn giữ thông tin này thật kín, nhưng vì có người thách thức nên anh quyết định công khai. Tuy nhiên, chính Hồng Loan vẫn chưa lên tiếng gì về chuyện có người nghi ngờ cô chỉ là con nuôi. Hồng Loan hiện đang sống trong căn nhà của Vũ Linh, chăm chỉ, làm việc, kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống của Hồng Loan bị đảo lộn khá nhiều khi luôn có nhiều người túc trực trước cửa để ghi hình, livestream về cô cũng như những người thân trong gia đình Vũ Linh. Khán giả cho rằng dù là con ruột hay con nuôi thì Hồng Loan cũng là con gái hợp pháp của Vũ Linh, được pháp luật công nhận nên có quyền thừa kế các tài sản Vũ Linh để lại. Bản thân Hồng Loan cũng mong vụ kiện tụng sớm kết thúc để mọi chuyện bớt. Nguyên Vũ đưa công an tới quán bún bò, Hồng Phượng bị giải đi. Mạnh tay như Nguyên Vũ, anh đã mời công an can thiệp vì Hồng Phượng đã xúc phạm anh với những lời lẽ nặng nề nhất. Nhất là chửi anh là thằng bóng, thằng đàn bà, với những câu từ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của anh. Các bạn fan liên tục nhắn tin hỏi thăm, anh cảm thấy rất bức xúc nên nhất quyết phải mời công an vào làm việc cho ra lẽ. Nói về vụ việc của Hồng Loan, Nguyên Vũ vẫn chưa có động thái gì gọi là động chạm đến Hồng Phượng cả. Anh chỉ ra tay giúp đỡ Hồng Loan về mặt tinh thần, giúp Loan nguôi ngao, một mất mát quá lớn. Hồng Phượng lại không thích điều đó, cho rằng anh dài tay lo chuyện bao đồng. Cái đó là Nguyên Vũ tự nguyện, đâu làm phiền đến ai, hà có gì Hồng Phượng phải buông những lời cay đắng đến như vậy. Cuộc sống của anh, chuyện tư của anh, Hồng Phượng biết gì mà chửi anh một cách vô cớ. Hồng Phượng càng ghét bao nhiêu thì Hồng Loan lại được người yêu mến và giúp đỡ bấy nhiêu. Con người cần phải sống tốt thì những điều tốt đẹp sẽ luôn vây quanh chúng ta. Hồng Phượng thật sự bây giờ đã mất tất cả rồi. Ca sĩ Nguyên Vũ đã tặng Hồng Loan số tài khoản ngân hàng là ngày tháng năm sinh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Hồng Loan xúc động trước tình cảm đồng nghiệp của ba dành cho mình. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, Nguyên Vũ đã chia sẻ việc tặng một món quà ý nghĩa cho con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vì biết cô đang bán hàng online và thường xuyên gặp trường hợp bị giả mạo, nên anh đã tặng tài khoản số đẹp có hẳn ngày tháng năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh. Nguyên Vũ viết, khi Vũ thấy em Hồng Loan bán hàng mà không có số tài khoản đẹp, nên cũng dễ bị giả mạo. Vũ có số tài khoản đuôi 3 con 6, 3 con 8 của em Bibank chưa sử dụng nên muốn tặng em ấy để dễ dàng bán hàng hơn. Và khi chợt nhớ ra năm sinh của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là 1958, Vũ đã làm việc với giám đốc chi nhánh MB Bank quận 1 và được hỗ trợ đổi thành tài khoản 1958 năm số 9. Có nghĩa là 1958 là năm sinh của nghệ sĩ Vũ Linh, năm số 9 là vĩnh cửu mãi mãi. Năm số 9 cũng có nghĩa là anh Năm, mãi trường tồn. Giờ số tài khoản MB Bank 1958 năm số 9 thuộc về chính chủ Võ Thị Hồng Loan. Và Vũ cũng là người đầu tiên chuyển tiền mua hàng cho em ấy may mắn. Đây là món quà nhỏ mà Vũ muốn dành tặng cho Hồng Loan như một lời động viên. Chân thành mong em luôn vui vẻ. Nhận được món quà tinh thần này từ Nguyên Vũ, Hồng Loan đã không giấu được sự xúc động trong lòng. Cô gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ. Dạ em cảm ơn anh, hôm nay đã đến thăm ba và gia đình. Hơn nữa, anh đã tặng cho em một món quà có ý nghĩa sâu sắc đối với em để giúp em trong công việc buôn bán. Em thật sự rất thích món quà này. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyên Vũ. Em chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Thời gian qua, lùm xùm kiện tụng tranh chấp tài sản của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là chủ đề nóng hổi được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Ngày 16 tháng 6, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Phượng đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để tự minh oan cho bản thân. Cô chính thức khẳng định không phải là người khởi kiện con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Hồng Loan về vụ tranh chấp tài sản. Cô cũng nói thêm mẹ ruột sẽ khó thắng trong vụ kiện. Đến trưa ngày 18 tháng 6, con gái Vũ Linh cũng mở họp báo, thông báo nói về lùm xùm của gia đình. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lên tiếng đính chính chuyện không chăm sóc cha mình trong những ngày bệnh tật ở bệnh viện. Điều này hoàn toàn sai. Loan ở suốt với ba, trong đó cùng chị Nga là 2 tuần. Tiến triển bệnh của ba, ba nằm phòng cấp cứu ở đây, tôi nằm bên đối diện thấy hết. Tôi rất đau, không biết làm sao cứu ba. Cái ngày ba hôn mê, phải chở ba về, gia đình cũng do dự, không biết có nên đưa ba về hay không, sợ ba mất trong đó. Bên cạnh đó, Hồng Loan nhấn mạnh trước báo chí, tôi có quỳ xuống lại cô Sáu cho ba về, bao nhiêu tai tiếng tôi chịu, tôi sợ ba mất trong đó thôi. Còn những người, ai nói Loan không lo là hoàn toàn không có. Lúc Loan ở nhà chồng cũng tự xách xe chạy đến bệnh viện này kia để phụ với chị Nga lo. Lúc đó dịch ở bệnh viện không cho ở chung nhiều nên cả hai thay nhau chạy đi chạy về. Tôi không bao giờ bỏ ba, ba ở bệnh viện nào tôi ở bệnh viện đó.
Hồng Loan cho biết chuyện khiến cô buồn nhất là khi ba vừa ra đi, gia đình đã xảy ra ồn ào tranh chấp tài sản. Cô khá hổ thẹn và thấy có lỗi với ba. Tôi không muốn chuyện xấu lan ra để mọi người chê cười ba, vì khi còn sống ba tôi đã rất kín tiếng về đời tư, hào quang rực rỡ. Hiện tôi chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết trong êm đẹp. Tôi mong gia đình được êm ấm để ba tôi được yên nghỉ. Sau này tôi cũng xin được phép buôn bán ở căn nhà của ba để có thu nhập, lo cho gia đình và để ba tôi được yên lòng. Con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trải lòng. Hồng Loan cho biết cô không muốn dính dáng đến kiện tụng. Tuy nhiên trước sự không rõ ràng liên quan đến sao kê tiền phúng điếu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi cả hai mẹ con Hồng Loan đều tự ý quyết định không hỏi ý kiến, khiến cô buồn lòng và cảm thấy mập mờ. Khi được hỏi về chuyện kiện tụng, Hồng Loan đáp, trước giờ tôi cũng không muốn dính đến kiện tụng gì hết, nhưng nếu cô Sáu đã kiện tôi chấp nhận đi hầu, tôi chỉ sợ ba buồn, ảnh hưởng đến ba, còn tôi chịu được hết. Mình trước giờ cũng không muốn dính líu đến kiện tụng gì, nhưng bây giờ cô Sáu đã kiện thì con đi hầu thôi. Tại buổi họp báo giải thích về lý do yêu cầu mẹ con Hồng Phượng ra khỏi nhà, Hồng Loan cho rằng cô cảm thấy không an toàn và áp lực khi sống chung. Từ nhỏ, lúc cô Sáu về cũng tạo rất nhiều áp lực, lúc đó tôi còn đi học cảm giác không muốn ở nhà nữa, chỉ muốn đi luôn cho người ta thoải mái. Hồng Phượng gần như phát điên, người nhà chuyển vào bệnh viện tâm thần sau khi bác sĩ xác nhận ADN của Hồng Loan. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, ông xã Hồng Phượng thông báo đã chuyển cô vào bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Hồng Phượng có dấu hiệu nói mê hay cười và đòi thuê máy xúc. Tới phá nhà cậu Năm, nhận thấy những dấu hiệu bất thường của vợ, chồng của Hồng Phượng đã phải thuê xe cấp cứu đến tận nhà đưa Phượng đi thăm khám ở bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Sau khi thăm khám, các bác sĩ thông báo Phượng có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tuy chưa rõ ràng nhưng đề nghị gia đình cho nhập viện để tiện theo dõi tình hình căn bệnh. Biết tin này, cô Sáu khóc nghẹn, không ngờ chuyện kiện tụng của gia đình lại đưa đến cho Hồng Phượng kết quả như ngày hôm nay. Thật quá đau lòng ở một gia đình nền nếp. Hồng Phượng và con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Võ Thị Hồng Loan cũng vướng ồn ào tranh chấp tài sản. Võ Thị Hồng Loan trong một lần trả lời phỏng vấn, cô nói, để sự việc ra nông nỗi như hôm nay tôi cũng buồn. Trước khi đưa nhau ra tòa, tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm. Còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa, thì như giọt nước tràn ly. Từ vụ tranh chấp này đã dấy lên tin đồn, Hồng Loan không phải con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong khi một số người cho rằng cô chỉ mang danh nghĩa con nuôi, thì Hồng Loan quả quyết khẳng định bản thân là con ruột của cố nghệ sĩ, thậm chí cô không ngại đi xét nghiệm ADN để chứng minh thân phận của bản thân. Liên quan vấn đề này, mới đây ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng về việc có người thách đố Hồng Loan xét nghiệm ADN để chứng thực bản thân là con ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ca sĩ Nguyên Vũ hé lộ chuyện xét nghiệm ADN của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và Hồng Loan. Anh cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết vì tôn trọng Hồng Loan. Việc xét nghiệm ADN đã được Vũ và Ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của Hồng Loan. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối để quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Đại diện phát ngôn của Hồng Loan là Diệu Ni cũng đề cập đến chuyện xét nghiệm ADN một cách chắc nịch. Bé Loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ ba mình thôi. Có những cái ngoài luồng không liên quan đến hồ sơ pháp lý, bé Loan không chủ động nha. Nhi nói như vậy để mọi người hiểu. Còn vấn đề ADN, ai ở bên đó mà thách thức, mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thể của Loan là phải xét nghiệm về chú Năm hoặc bà nội, chứ không thể xét nghiệm về chú Bảy hay cô Sáu. Nhưng những mẫu mô còn lưu trữ, mẫu máu còn lưu trữ lại của chú có thể xét nghiệm với Loan, ra kết quả. Từ mẫu máu đó, mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú Năm, ra kết quả. Sau đó lấy hai bên đối chiếu lại với nhau, bên nào thách đố thì cần sự chứng kiến của hai bên. Theo luật, ADN không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý. Loan là con hợp pháp của chú Năm trên giấy tờ rõ ràng, không cần bổ sung ADN. Trên các diễn đàn, chuyện Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hay con đẻ của cố nghệ sĩ Vũ Linh vẫn được người hâm mộ quan tâm. Hiện gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa lên tiếng. Vừa lộ kết quả thử ADN của con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng bật cười tuyên bố đầy ẩn ý. Hôm 6 tháng 11 vừa qua, nhiều bạn bè, người thân với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đồng loạt có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Trong đó, bài đăng của ca sĩ Nguyên Vũ tuyên bố đã có kết quả xét nghiệm ADN của Hồng Loan. Anh tỏ ra rất tự tin. Kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại Hồng Loan. Việc này chỉ có riêng Vũ, Ni, Loan biết, ngay cả Bùm Bùm, Thành Mỹ hay Bình Tinh, Vũ Luân không một ai biết. Nhưng hôm nay thấy có người lại thách đố nữa thì Vũ không thể không lên tiếng. Muốn thì xin mời nhé, đã đến lúc. Diệu Ni, đại diện phát ngôn của Hồng Loan cũng tuyên bố cứng rắn. Theo luật, ADN không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý. Loan là con hợp pháp của chú Năm trên giấy tờ rõ ràng, không cần bổ sung ADN. Không để cư dân mạng phải chờ lâu, mới đây Hồng Phượng cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ chia sẻ ảnh chụp cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh và mẹ mình, đính kèm là dòng chú thích đầy ẩn ý. Cười tươi quá hé cậu, vui ha cậu ha, con mắc cười quá trời luôn. Cư dân mạng tin rằng bài đăng này là để đáp trả lại những tin tức liên quan đến Hồng Loan những ngày qua. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là phỏng đoán của mọi người. Về phần Hồng Phượng, cô không lên tiếng cũng không trả lời bất cứ bình luận nào của dân mạng dưới bài viết. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như mối quan hệ giữa con gái và cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh hiện vẫn khá căng thẳng. Trước đó cả hai từng vướng vào cuộc tranh chấp tài sản, phải đưa nhau ra tòa.